Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hiện mình đang có mặt là tại ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ngay đây là ngay cái khu dân cư ấp Tân Thành nha quý vị, để hỗ trợ cho một gia đình. Là gia đình đó là có là ba cháu bé nhỏ, một bà ngoại là đang bị tiểu đường, là cái giò là nếu như mà không có tiền điều trị là có thể là bị cưa luôn nha quý vị. Là ba của ba cháu thì hàng ngày đi cổng gạch với có một người vợ, nhưng mà một người vợ là vô tâm bỏ ba cháu đi hết, bỏ ba bà cháu hết nha quý vị và các bạn. Cho nên hôm nay là cái được cái sự giới thiệu của, cho nên mình đi qua đến đây là mình vô mình thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình của ba bà cháu. Hiện giờ thì mình đang chuẩn bị đi vô nhà nha quý vị. Thì trong đây là có ba bà cháu, trong đây là có chú Bảy luôn nha quý vị và các bạn. Xin chào chú Bảy, chào Nguyễn Thái. Dạ. Dạ, dạ, chào quý mạnh thường quân. Dạ. Thì hôm nay mình đi vô đến nhà của bà con chào bà. Dạ. À, bà thứ mấy bà? Dạ, thứ Út. À, bà Út ha. Võ Võ Thị Lệ kêu Út đi. Út ha. Ờ, xin Út. Bà Võ Thị Lệ, bà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 57. À, 57 tuổi ha. Dạ. À, bây giờ là các cháu của bà trong đây là có mấy đứa? Ba đứa. Một, hai, ba đứa. Dạ. Dạ, con nghe nói là ba cháu này là mẹ bỏ rồi hả bà? Dạ, bỏ 2 năm. Bỏ 2 năm rồi. Dạ, bà cũng bị tiểu đường nữa hả bà? Tiểu đường. Dạ. Chồng mắc rồi, tới chừng tiểu đường không hay đó chú. Tới dạ. Chừng hay được là 600. Bởi vì 600 hả? Đường 600, giờ còn có 500 mấy à. Dạ. Dạ, hiện giờ là cái giò của bà là nó bị rủng dữ lắm hả bà? Dạ, bữa nay đỡ nhiều lắm hả? Mà cái giò này là mổ mùa giáp một năm mới vừa lành, mới bị bữa nay đâu chừng tháng mấy nay. Dạ, vậy là nó đỡ lợi dữ lắm rồi, đi được rồi hả bà? Đi được, bỏ hỏi lúc trước đi không được rồi. Ẩm không? Ẩm không ha. Dạ. À. Khổ lắm chú ơi, chồng mắt bây giờ khổ. Dạ, ba cháu, rồi dạ. Ba của ba cháu này đâu rồi? Dạ, đi theo gạch rồi, gạch đi chạy tới đâu là chạy đi theo tới đó, đặng gánh lên, dạ. Lên dựa cho người ta. Đi làm thường thường mấy ngày vậy làm bà? Đâu, mỗi ngày đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Dạ, đâu có dám bỏ là bận tôi đi thằng tôi đau đấy chú. Dạ. Tôi đau đi thằng ba đứa cháu, là tôi đâu có, mà nó đâu dám bỏ sáng đi chiều về. Ừ, sáng đi chiều về. Dạ. Dạ, cháu này là lớn nhất hả bà? Lớn nhất, 9 tuổi. Cháu này 9 tuổi. Con không? Con tên gì? Nó cái gì Như? Tên Quỳnh Như. Cái gì Quỳnh Như? Cái gì nói đi, nói cho chú nghe. Nói chú nghe coi. Mày hỏi tao mày dòm tao. Chú hả? Hỏi mày. Con bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Nói sao mà khờ dữ vậy? Mẹ hồi lúc mà mẹ con nghe nói là mẹ bỏ đi là lúc cháu được bao nhiêu tuổi bộ? À, 7 tuổi. Nhỏ 6 tuổi, nhỏ này 5 tuổi, với giờ là nhỏ này 7 tuổi, nhỏ đó 8 tuổi, nhỏ vậy là tuổi. Mẹ bỏ đi 2 năm rồi. Dạ. Là mẹ bỏ đi mẹ có về mẹ chăm sóc hay là cho tiền bạc gì các cháu ăn uống gì? Dạ, không bà? Không ha. Dạ. Rồi con còn nhớ mẹ con không? Không. Không hả? À, con bao nhiêu tuổi? Lộn 8 tuổi. À, con học lớp mấy rồi? Lớp 1. 8 tuổi mà sao lớp 1? Bây giờ ở lại lớp. Ở lớp à. Dễ cưng lắm nha quý vị. Như vậy mà mẹ nở lòng là bỏ hai cháu luôn nha quý vị. Bỏ ba cháu. Rồi mẹ có về thăm con lần nào không? Kìa, nói rồi Ngọc. Không. Không luôn. Mẹ có về không? Không về thăm con luôn. À, mẹ bỏ đi mấy năm rồi con nhớ không? Không. Con cũng không nhớ luôn. Dạ, còn nhỏ vô tư không biết gì. Gái này gái Út ha. Út là đó là mẹ bỏ 5 tuổi giờ 7 tuổi rồi. Út đẹp gái quá ha quý vị và các bạn. Rồi bây giờ gia đình mình như vậy là dựa vào mình nên con của bác đi làm thôi ha. Dạ, chứ không có dựa ai nó trên chồng chết 10 năm rồi. Khổ lắm chú, chồng chết thì sớm rồi khổ lắm. Dạ. Dạ. Rồi mình ở đây như vậy rồi người ta có hỗ trợ mình ăn uống gì không? Thì nhờ cũng nhờ mấy chị em ở xóm với xa xa cho gạo, cho mì, đường ngọt không chừng. Dạ. Gạo, đường, ngọt, đường, cái, mì. Dạ. Cái nhà mình này là nhà nước ta cho hả? Dạ. Cho dạ. Nó ngày cho cái nóc với cái nền nó cuốn thôi, còn về là mình tu bổ. Dạ. Dạ. Ba đứa cháu gái không hả? Dạ. Dạ.
cũng rất là dễ thương nha quý vị. Ba cục vàng đấy chứ không phải giỡn đâu, gái đẹp gái lắm đó. À. Mẹ nó gì ghê, nó giống mẹ đi ghê vậy đó. Con nhước lên mà. Con nó chuyện dạ, đứng cục cục. Thì gia đình này của bà Út là cái nhà của bà Út, toàn bộ là cái vườn này là người ta mới cho mình đó hả bà? Dạ. Dạ, mới cho dạ. Với cái vườn này cũng mới cho trước cái vườn đó. À. Trước đó mình nghe nói là bà ngủ ở dưới nền gạch này không hả? Dạ, đúng đó, đúng rồi đó dạ. Chú. Dạ. Mẹ con cháu thì ngủ dưới không? Dạ. Đi ra ngoài sau nhà nha quý vị, là cái này là nhà nước cho được cái nền. Rồi bà Út xây được hai bên vách. Đây là toàn bộ nước ngồi bên đây mình có đủ không Út? Nước đầy đủ. Nước đầy đủ ha, dạ. Nước đầy đủ ha. Đủ. Dạ, ngủ ngoài sau cái nhà này nha quý vị. Nhìn thì trong nhà thì không có cái gì hết á. Được ba cháu bé. Thì mấy cái đồ vật dụng trong gia đình này á, thì các mạnh thường quân á, người ta thấy tội cho nên người ta đã cho bà Út. Vậy là mình như mình bệnh như vậy là mình đâu có làm gì được đâu không? Dạ. À xong rồi coi ba đứa cháu không có đủ xài, không đủ một thuốc uống thôi. Đến để kêu gọi. Khổ lắm chú ơi. Lòng chọc chết rồi khổ lắm con cái ba nó mặn không đủ ăn nữa. Ba đứa mà ba mặn không đủ ăn ba. Ba đứa nhỏ rồi. Này đúng đó, không đủ gì tới tôi. Lớp đau nữa. Đâu có đủ tiền đâu mua thuốc men nữa. Dạ. Thì hiện giờ thì mình vô mình thấy cái hoàn cảnh này thì rất là đáng thương nha quý vị. Cửa nẻo nhà thì đâu có cửa nẻo gì đâu, vách gì dừng thiết gì dừng lại được bao nhiêu dừng. Rồi chủ yếu cái nóc đừng có mua dột là dột nó dột nè mới che này lại dột che lại luôn ha, che hết trơn dột. Dạ. Từng bếp ở sao bây giờ che cổ mũ thôi đó anh. Dạ. Sao trời dột một hoàn cảnh thì rất khó khăn. Thì sao cháu ít nói chuyện quá vậy hả? Ít nói chuyện gì rồi đó đi mà. Đi học làm sao? À, cũng nói với cô hả? Nói coi sao con không nói chuyện gì hết ạ? À? Ba thường thường đi làm ba mấy giờ ba về? Không biết. Không biết ha. Chừng 5-6 giờ. Có bữa gì sớm, có bữa gì trễ lắm đó chú. Yeah. Ơi ở nhà sáng con ăn cơm với gì? Con ăn cơm rồi. Vậy thế sáng con ăn cái gì? Chưa ăn cái gì hết. Giờ này con ăn cơm chưa? Chưa. Chưa luôn? Ăn bánh cam thôi à. Ăn gì? Bánh cam. Sáng thì rồi ăn này ăn kia rồi. Thì con hồi sáng con có ăn gì với em không? Không. Có không? Không ăn sao mà ngủ dữ vậy? Ăn bánh cam nữa. Ăn bánh cam hết nguyên bịch luôn rồi. À. Cũng mấy bà cháu ăn luôn á. Đúng nha. Cái răng của con nè, về con kêu ba nhổ đi. Chứ để nữa lớn mà lòi sỉ là xấu lắm, không có đẹp gái đâu biết không? Dạ. Dạ, thiệt tay. Để lòi sỉ là xấu lắm đó. Sau này mình lớn lên rồi bà nội cực khổ với mình, sau này mình lớn lên mình lo lại cho bà nội, mình nuôi bà nội. Biết không? Biết không? Chú không có bẻ, chú không có nhổ đâu mà sợ. Không có bẻ thôi. Ừ. Chú nói thôi, chú không có bẻ, không có nhổ đâu. Nó cuộn nó ra đừng nhận. Ừ. Dạ. Ba đứa cháu gái là ba cục vàng của bà nội đó. Sau này đứa nào đứa nấy đập gái thấy ghê luôn, còn nội gì đó. Lì khắp cha nội. Nội cố gắng nuôi ba đứa cháu, nữa là cho đi ăn học đi. Nữa là ba cháu nuôi lại bà nội. Nào nấy cặp mắt thấy cưng, còn do không? Ừ. Anh thấy nhỏ nhỏ rồi. Rồi mẹ đi lâu vậy nhớ mẹ không? Nhớ không? Không có đứa nào nhớ hết. Không nhớ luôn. Không, sao mẹ mà không nhớ? Hả? Bữa đó tính nó mẹ chồng tết á, mẹ hỏi mình ơi lại nữa chị khóc. Nó nặng nặng với mẹ nó khóc. Không lỡ mẹ luôn? Không. À. Nó ý nó trong điện thoại đó rồi. Ừ. Kêu lại cho mẹ nói chuyện nó không. Mẹ bỏ đi 2 năm nay rồi ha. 2 năm nay. Quen rồi, hết nhớ rồi. Hết nhớ. Thì hôm nay thì mình đến đây nha quý vị, có là được cái sự là chú Bảy ổng giới thiệu. Đây là ông chú Bảy. À, chú Bảy giới thiệu đến chào đây. Quý mạnh thường quân. Thêm bà chị hỗ trợ bên cho bên chú Bảy nữa nha quý vị, là cô Duyên. Cô Duyên là làm tự nguyện bên đây. Giới thiệu mình vô cái gia đình là có ba bà cháu, là hôm nay là ông anh con của bà Út đã đi làm rồi. Đi giá gạch hả bà Út? Giá gạch. Ông anh nó tên gì Út? Tên nhà. Ông anh đó nhiêu tuổi rồi Út?
34 tuổi mèo á. 34 nè. Có tặc, có tay. Con cũng nghe nói là cái tay bạn có cái giá. Đúng rồi. Ảnh đi làm như vậy là đủ mình thu nhập, mình đủ thu nhập để mình trang trải trong gia đình. Ví dụ gạo khỏi mua, anh em là cho nhi tiền bạc á, miễn nó học nó là thiếu, còn miễn không học á là vừa nghính á, tiền điện này kia nó là vừa. Mình nghỉ bữa là hụt. Mình đi học rồi nó thiếu tiền. Thiếu tiền. Dạ, ba đứa đi học luật là thiếu tiền. Là 40.000. Là ba đứa đi học hết rồi hay không? Dạ. Hai đứa này lớp 1, nhỏ này lớp 2. Nhỏ lớp 2. Học cũng trễ nha. Trễ. Bây giờ nhỏ này học trên ông ngoại là lớp 1 rồi. Tới chừng đó, học mới có nửa năm là ba nó mới gút gì à? Kêu vô học là ba nó thôi lỡ rồi cho nó học lớp 1 lỡ luôn. Cái giờ ông mẹ kêu. Vậy là cái thu nhập này của mình đó thì bỏ xuống đi, cái thu nhập này của mình đó thì đâu có đủ để trang trải gì trong nhà đâu ha. Không đủ, không đủ ăn nữa mà chú ơi. Rồi các cháu như vậy là chắc thiếu thốn lắm hả bà? Thiếu thốn lắm hả chú ơi. Ăn uống không phải nhiều ta. Dạ. Thách thường á, không bằng con người ta. Rồi nếu như mà có cũng muốn gì cho gia đình mình, con ước được cái gì? Không ước cái gì hết. Vậy hả? Có ước mẹ về gì không? Không. Sao mà không thích mẹ? Đúng. Tại vì mẹ bỏ con không thích. Không biết trả lời với chú. Mẹ bỏ không thích ha. Dạ. Coi mấy đứa nít thì nói chung ra ở quê mình đó quý vị cũng không có được là lên lẹ như là những đứa em ở thành thị. Cho nên là rất nhút nhát. Đôi khi mình hỏi thì nó cũng không biết trả lời gì nữa. Cùng quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà một cái hoàn cảnh này nói chung ra là rất là đáng thương và tội nghiệp nha quý vị. Thì bà thì bị bệnh là cái giò, bệnh tiểu đường. Là cái giò nó ăn khuyết một lỗ ở dưới. Nhờ hổng gài có mạnh thường quân rồi người ta hỗ trợ cho bà thí mốt bà đi trị nó đỡ lại chút đỉnh. Chứ còn lúc trước là mình thấy mấy tấm hình lúc trước là nó thầy lầy thấy ghê lắm nha quý vị. Nhưng mà hoàn cảnh là ba bà cháu ở như vậy thì cũng rất là hạnh phúc. Thì chỉ là thiếu thốn về vật chất chứ còn tình nghĩa thì bà ổn như vậy là cũng được rồi. Có con đi mà hàng ngày, nhưng mà theo mình biết một người làm mà nuôi bốn người á thì không bao giờ là đủ được nha quý vị. Nếu như mà có mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm á mà giúp đỡ được cho gia đình cho gia đình bà ổn thì mình rất là cảm ơn. Tại vì thấy bốn đứa, ba đứa này thì rất là dễ thương, nhưng mà mẹ đã bỏ rồi nên còn mình anh trai còn gánh hết. Mà cũng hơi khờ là không có cháu nào mà nói chuyện được hết á quý vị. Là không, mình hỏi không có biết đường gì là nói hết, chứ không phải là nói chuyện không được đâu quý vị. Chỉ có bà Út thôi. Thì trong nhà thì bà Út ở nhà chăm mấy đứa nhỏ vậy không đó hay không? Dạ, có đi đâu được đó. Dạ. Từ hôm mà có cháu tới giờ bắt đầu bị tiểu đường, không hay tới chừng hay quá là 600. Bởi vì con mắt đâu có thấy lại gần gì, mới thấy ở xa thấy bóng hình đó. Mà nghe tiếng biết. Bây giờ ở xa thấy không Út? Không thấy ha. Thấy gần gần vậy thôi ha. Thấy gì gì. Dạ, cũng 50 mấy tuổi rồi thì con mắt nó cũng hạn chế ha. Những thằng bị đường nó lên cao quá rồi mắt nó không có được sáng nhìn ta. Dạ. 1 2 3. Thì lúc này thì cái vụ dịch này thì mấy cháu cũng đâu có đi học hành gì đâu ha. Không, nghỉ luôn á, chừng nào học bài mới cho. Dạ. Hết năm nay luôn. Dạ. Ít ăn mà sao mà ú dữ vậy? Tại đó nó tưởng đâu nó bị suy dưỡng rồi. Dạ. Cái tôi ở chợ nuôi giữ nó đó là mua thuốc bổ này kia nọ cho nó ăn, nó uống rồi vô cho nha. Tưởng đâu bong bóng sao nó bị tiêu rồi. Nhờ mấy chị em ở trên phòng trọ đó chỉ dắt mua này thuốc này kia cho nó uống vô. Cũng được, tại vì có ba cháu thì cũng như là cái niềm hạnh phúc an ủi đi. Thì mẹ thì các cháu thì không còn nhớ nữa rồi. Hết nhớ rồi. Thì cũng được rồi. Thì hôm nay con đến nhà Út thì trong cái số tiền quỹ của con thì cũng được mớ, thì con gửi cho bà Út nặng nuôi tiếp các cháu. Thì hôm nay hôm nay con đến thì con gửi cho Út là 500 trước đi. Và nếu như mà có mạnh thường quân nào hỗ trợ con sẽ gửi tiếp cho bà Út ha. Cảm ơn. Là cái số tiền này là của chú Thành ở Trà Vinh đó nghe quý vị. Là nhờ mình như là đi gặp cái hoàn cảnh nào khó khăn thì hỗ trợ cho gia đình đó. Tùy theo hoàn cảnh. Thì
cái gia đình mình như vậy rồi bà Út là có muốn gì cho gia đình mình không Út? Dạ biết muốn gì, gì cho chừng nào có nhiều xài nhiều chứ con tôi không biết sao nữa, vậy cho tiền được tôi cũng rồi cảm ơn với mấy trên giúp đỡ. Vậy ha. Dạ. Mua thuốc mua men đồ có cháo đủ mạnh dở. Vậy ha, mua dạ. Dạ. Mạnh cái dở cái giò đừng bớt tiểu đường với cái giò cho nó hết đặng đi. Nó thấy vậy chứ đi ha nó dắp cục đá chảy máu nhiều lắm đó chú ơi. Dạ. Thì cái giò của mình như vậy là nó bị nặng rồi. Hai lần lần mọi căn luôn cái bàn giò này giờ tới tới thiên chỗ này luôn. Yeah. Lột cái chân huyết da luôn bữa yeah. Đó có cái chú bảy lột cho mấy cuốn kia coi vậy thì ước muốn của mình là được con cháu hạnh con mình, cháu nó mạnh khỏe mạnh giỏi nặng giò cẳng cô Út và nuôi cháu cho nó đừng cái giò đừng có bệnh nữa cho lành lẽ với con mắt cho nó tỏ tỏ lận chú ráng uống thuốc đi yeah. Nặng giữ mấy đứa cháu cho con yeah. Nó đi mặn yeah, giữ bà cháu cho con đi mặn ha yeah. À, thì video của mình đến gia đình của bà Út hỗ trợ cho bà Út đến đây xin được phép kết thúc nha quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn mấy bạn mấy anh mấy chị. Yeah.